4 đầu tiên được ra mắt là vào khoảng tầm 4 năm trước, là khoảng tầm năm 2014, đã rất là lâu rồi đúng không? Nhưng mà PS4 vẫn luôn là chiếc console bán chạy nhất cũng như là đáng lựa chọn nhất thị trường hiện nay. Trong năm 2014 đến năm 2016, theo như Sony thì PS4 là chiếc console bán chạy nhất thị trường và đánh bại hoàn toàn đối thủ của nó là chiếc Xbox One tới từ nhà Microsoft. Và tại sao PS4 lại giành được nhiều cảm tình tới từ những game thủ như vậy? Thì trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhá. Có cách nào không phải tự build mà vẫn có PC chơi game ngon giá rẻ không nhỉ? Có đấy, vừa rẻ vừa ngon luôn là đằng khác. Nếu như các bạn là một game thủ có hồ bao không quá lớn nhưng vẫn muốn mua một bộ PC để chiến game mượt thì hãy tới ngay hàng computer để mua ngay một bộ PC HNC Professional Gaming với nhiều tên mã khác nhau như là P1, P2, P3 và mức giá trải dài chỉ từ 7 triệu cho tới 20 triệu đồng, được xây dựng bằng những linh kiện được chọn lọc cũng như là tối ưu nhất dành cho các bạn. Các bạn có thể thỏa sức lựa chọn và chiến game một cách mượt mà nhất có thể. Hãy tới ngay showroom gần nhất của hàng computer để mua ngay một bộ PC gaming về với mức giá chỉ từ 7 triệu đồng mà thôi. Đương nhiên là sẽ có rất nhiều điểm nổi bật, mà điểm nổi bật đầu tiên chắc chắn chúng ta sẽ phải nói tới đấy chính là game độc quyền. Và nó độc quyền một cách xuất sắc luôn. Mình có thể kể đến một vài ví dụ mà các bạn có thể thấy ngay như là Ghost of War hay là Gravity Rush, rồi The Last of Earth hoặc là Uncharted 4. Những tựa game mà bất kỳ một game thủ PC nào cũng muốn nó có mặt ở trên PC, mà chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Chưa kể còn có sự hợp tác rất tốt giữa cả Sony với cả những hãng làm game như là Activision, Square Enix, rồi Ubisoft v.v. cũng là một lợi thế rất lớn cho PS4. Hầu hết những tựa game nào các bạn cũng sẽ được chơi trước và chơi trước một khoảng thời gian rất dài luôn là đằng khác. Lúc nào các bạn cũng sẽ được chơi trước, các bạn chơi chán rồi ở trên PC mới có để chơi và rất nhiều bạn đã phải lên YouTube để xem cho đỡ thèm. Kiểu như là GTA 5 ấy, ở trên PS3 các bạn đã được chơi từ những năm 2013 nhưng phải đến tận năm 2015 thì nó mới có mặt ở trên PC. Rồi cả Monster Hunter, một trong những tựa game cực kỳ hot ở trên PS4, thì những game thủ PS4 đã chơi cho hết cốt truyện, chơi cho đến không còn gì để làm nữa thì trên PC vẫn không có và đang khá là buồn. Nhưng những game thủ ở trên PC cũng đừng buồn bởi vì mình được chơi game chậm nhá. Bởi vì đồ họa ở trên những tựa game ở trên PC khi mà các bạn để max setting sẽ rất đẹp và đẹp hơn rất nhiều trên PS4. Nó đẹp hơn rất nhiều đằng khác luôn ấy. Đồ họa ở trên PS4 nó chỉ ở ngang mức trung bình của PC mà thôi. Rồi ở trên PC các bạn còn có thể chơi game ở tần số quét rất là cao, còn ở trên PS thì chắc chắn sẽ là không. Nhưng các bạn cũng phải nhớ một điều rất quan trọng, đấy chính là giá của PS4 chỉ có 8 triệu cho cả máy và tay cầm mà thôi. Một mức giá không tưởng khi mà các bạn build một bộ PC tương tự như vậy. Chắc chắn nó sẽ rất khó để các bạn chơi game trong vòng vài năm nữa. Ví dụ như là khi mình bỏ khoảng tầm 15 triệu ra để build một hệ thống vừa máy vừa màn hình để giải trí, thì với PS4 các bạn có thể mua một máy và một chiếc màn hình khoảng tầm 40 inch là các bạn đã có thể chơi một cách thoải mái và không ngán bất kỳ một tựa game nào, chỉ việc cắm đĩa vào và chơi thôi. Còn với PC các bạn sẽ còn phải lên cấu hình, rồi là các bạn mua một mẫu màn hình chỉ khoảng tầm 24 inch thôi, rồi là cả chuột và bàn phím các thứ nữa, thì nó sẽ cho các bạn một trải nghiệm rất khó để có thể so được với cả PS4. Với một mẫu màn hình 40 inch mà nó lớn hơn thì chắc chắn nó sẽ cho các bạn một trải nghiệm đã hơn là màn hình 24 inch rồi. Tiếp tục nói đến trải nghiệm game ở trên PS4, nó cho chúng ta một điểm cộng nữa mà chắc chắn ai cũng thích, đấy chính là các bạn sẽ có khả năng chơi game thông qua phần mềm Remote Play của Sony. Các bạn chỉ cần có một chiếc smartphone hoặc là một chiếc laptop của Apple thôi là các bạn đã có thể chơi game một cách mượt mà không giật lag, miễn là các bạn có kết nối mạng Internet. Các bạn cứ có mạng là các bạn có thể chơi được game, không kể cấu hình là mạnh hay là yếu. Mình có thể đi công tác xa và cầm theo một chiếc laptop mỏng nhẹ mà vẫn có thể chơi được những tựa game khi mà ở nhà mình đang có một chiếc PS4 có kết nối mạng Internet. Ngoài ra, sự hỗ trợ lâu dài từ Sony và các nhà phát hành game cũng là một ưu điểm rất lớn của PS4. Mặc dù nó đã được ra mắt từ năm 2014, nhưng nếu như bây giờ các bạn có mua nó về thì các bạn vẫn sẽ được hỗ trợ thêm tầm 3 cho đến 4 năm nữa. Tuổi đời của những chiếc console là rất dài và hoàn toàn có thể kéo dài từ 7 cho tới 8 năm, điều mà một chiếc PC khó để có thể làm được. Và bây giờ nếu như các bạn mua một chiếc PS4 về là các bạn đã có thể chiến được tất cả những game nặng hay là những game khủng trong vòng 3 năm tới mà không hề sợ giật lag gì. Nếu như các bạn có tuổi thơ gắn liền với cả những chiếc PS thì các bạn sẽ biết là tuổi đời của những chiếc PS nó lâu đến mức nào. Tiếp đến là trải nghiệm VR hay là thực tế ảo. Mức chi phí mà các bạn sẽ phải bỏ ra để chơi VR ở trên PS4 là rất hợp lý khi so với cả PC. Khi các bạn mua cả máy và cả kính thì mức chi phí của các bạn còn chưa đến 20 triệu, so với con số trên 40 triệu trên PC là nó có một khoảng cách rất là lớn. Còn một thứ không thể thiếu khi các bạn sử dụng PS4 đấy chính là tay cầm DualShock 4, một trong những công cụ đa di năng để chơi game gần đạt đến độ gọi là hoàn hảo. Về khả năng cầm nắm thì sẽ có rất nhiều ý kiến khác nhau bởi vì kích thước tay của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Và có người thì nói là tay cầm Xbox cầm thích hơn, có người thì nói là cầm PS thích hơn. Nhưng mà đấy là cảm nhận riêng của mỗi người. Còn với cá nhân mình, chủ yếu dùng tay cầm để chơi game đối kháng hay là đá PES, thì tay cầm DualShock 4 quá ngon và nó thiết kế rất tối ưu. Tay cầm DualShock 4 nó còn có một điểm cộng nữa
mà chắc chắn ai cũng thích, đấy chính là nó được tích hợp luôn cả jack 3.5mm ở trên tay công. Khi sử dụng với những chiếc màn hình lớn để chơi PS4 tại nhà, chắc chắn các bạn sẽ không hề muốn ngồi sát màn hình hay là ngồi xa với cả một đoạn dây tai nghe vướng víu đúng không? Như vậy chỉ việc kết nối tay cầm không dây với cả PS4 và cắm tai nghe vào lỗ 3.5mm ở trên tay cầm thì chúng ta đã có thể tận hưởng được một cảm giác chơi game không dây đỡ vướng víu trong quá trình chơi. À mà tay cầm Dual Shock 4 còn có một điểm rất thú vị, đấy chính là nó có luôn cả LED RGB. Ở đây nó sẽ nằm ở ngay mặt trước, các bạn có thể bật lên và nó sẽ sáng. Có vẻ như là Sony đã đi trước phong trào RGB tận mấy năm luôn đấy. Cuối cùng là một điều mà chắc chắn những bộ PC trong cùng một phân khúc giá với cả PS4 không bao giờ có thể làm được, đấy chính là chơi game ở trên độ phân giải là 4K. Chỉ cần các bạn bỏ ra 11 triệu đồng thôi là các bạn đã có thể chơi game ở độ phân giải 4K một cách rất là mượt mà rồi. Nếu như có nhiều bạn có nói là chơi game 4K mà FPS chỉ được 30 thì cũng bằng thừa thôi. Nhưng mà đấy sẽ chỉ là được áp dụng ở trên PC thôi, còn với ở trên PS nó sẽ khác hẳn luôn. Bởi vì khi các bạn chơi game ở trên PS, các bạn sẽ ngồi với những mẫu màn hình có kích thước rất lớn, nó có thể là 50 inch hay thậm chí là 60 inch. Cộng với việc ngồi ở khoảng cách rất là xa nữa thì trải nghiệm của các bạn sẽ giống như là các bạn đang ngồi xem một tựa phim điện ảnh và có độ phân giải là 4K. À mà cái này nó sẽ chỉ có áp dụng với cả những tựa game đối kháng hay là những tựa game nhập vai thôi nhá. Còn với những tựa game bắn súng thì 30fps chắc chắn nó cũng sẽ không gây ít phiền toái đâu. Mặc dù PS4 cũng có rất nhiều nhược điểm khi so với cả PC, ví dụ như là khả năng làm việc của các bạn thì gần như là bằng không, rồi khả năng nâng cấp của các bạn cũng gần như là bằng không luôn, rồi các bạn còn không thể nào mà xuất ra những mẫu màn hình có tần số quét cao nữa. Nhưng mà trải nghiệm game ở trên PS4 nó mang lại cho các bạn một cảm giác khác hoàn toàn so với cả PC, một cảm giác mà ở trên PC không bao giờ có thể có được. Và ngoài ra thì mình cũng có thể liệt kê thêm một số điểm cộng nữa của PS4, ví dụ như là PS4 sẽ được hỗ trợ rất là tốt tới từ Sony cũng như là những hãng sản xuất game. Các bạn sẽ được support cực kỳ lâu, rồi là khả năng tương thích cấu hình của PS4 thì phải nói là vô đối luôn. Ngoài ra các bạn có một mức giá của PS4 phải nói là quá thơm ở trên thị trường hiện nay. Mức giá khoảng tầm 8 triệu cho cả PS4 và tay cầm, nó quá là thơm đi. Và việc các bạn mua PS4 các bạn sẽ không bao giờ lỗ. Và ý kiến của bạn như thế nào về mẫu PS4 hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.